Đứng trước mọi người đây là hai chiếc xe. Bên trái này của mình á là nhà di động Model Home Classy đời 2021 hiệu Forester. Và bên phải của mình đây á là chiếc xe điện Tesla đời 2021 Model Y. Thì hôm nay á mình sẽ xem coi cái xe RV này của mình á, cái nhà di động này của mình á, nó có sạc được chiếc xe điện Tesla này không. Mình thử nha mọi người. Cái mơ ước của mình á là trong tương lai á mình sẽ lái chiếc RV này đi tới tiểu bang Alaska, và đồng thời mình muốn kéo luôn chiếc xe điện Tesla này đi Alaska. Thì mình nghĩ vào là mình không biết là Alaska nó có cái mấy cái trạm sạc bình hay không, tại vì lỡ mình đi xe điện bên đó là mình nó không có chiếc sạc thì mình sạc thế nào. Thì ở trên mạng á, nhiều người người ta chia sẻ cái ý kiến của họ, họ nói là xe điện Tesla này nè, mình có thể mang cái generator, cái là máy phát điện nhỏ đó để sạc được. Nhưng mà cái mối quan tâm là nhiều khi cái máy phát điện nhỏ đó, nhiều khi nó không có đủ power, nó không có sạc nổi chứ xe điện Tesla. Thì mình nói là wow, cái nhà di động của mình á, mình có cái máy phát điện, mà phát điện này cũng lớn ạ, 4400 á. Thì mình xem coi, mình nói là nếu mà vậy thì mình nghĩ rằng cái nhà di động của mình á, nó có thể sạc được xe điện Tesla này. Thì trong tương lai á, nếu mà mình đi đâu chơi mình kéo theo xe Tesla mà hết bình á, thì mình có thể mình dùng cái RV này của mình để mình sạc cái xe điện Tesla. Thì cái máy phát điện của nhà di động mình nó nằm ngay bên ở trước ở bên trái nè. Nó là Onan 4000, là 4000 đó. Đây nè, cái này á, mở lên. Để cho mình mở lên, rồi mình lấy cái nắp này ra. Thì đây là bên trong của cái máy phát điện á, Onan 4000 đó. Bây giờ mình đóng lại, đóng này lại nè. Close rồi, double check. Rồi. Thì khi mà mọi người mua xe điện Tesla đó thì nó có cho mình cái dây sạc ở nhà đó, nó gọi là Tesla Mobile Charger. Thì cái đó nó sạc được, mình cắm vô trong cái ổ điện 110V thì mình sạc được 4 miles 1 giờ. Thì mình không biết rằng cái xe RV này của mình á, cái máy phát điện trên cái RV này của mình á, nó có giống như ở nhà hay không. Nó vẫn có ổ 110V, nhưng mà mình không biết được khi mình sạc vô trong xe điện Tesla nó có sạc được hay không, và nó sạc được bao nhiêu miles 1 giờ. Thì hôm nay thì mình sẽ thử và mình sẽ xem coi nó sạc được hay không và sạc được bao nhiêu miles 1 giờ nha. Vậy bây giờ là mình sẽ mở cái máy phát điện của nhà di động mình lên trước nha mọi người. Nó nằm bên trong mình nè. Bây giờ mình vô mình mở máy phát điện lên nha. Đó, bây giờ mình đi vô trong nè. Rồi, cái máy phát điện của mình nằm ngay đây. Thì mình prime nó, tức là mình bấm xuống đây một chút xíu nè. Đó, cho cái điện đỏ nó, cái điện đỏ nổi lên rồi mình mới bấm start. Đó. Mình giữ đó chỉ khi nào nó mở máy lên thôi. Rồi, đó. Còn máy phát điện nó chạy rồi đó. Mà khi máy phát điện này nó nổi lên rồi đó, thì cái microwave của mình nè, máy vi sóng của mình nè, nó nổi đèn lên là mình biết được là cái máy phát điện mình nó đang chạy á, mọi người nghe tiếng nó chạy. Vậy bây giờ mình xem coi. Thì cái ổ điện 110V của mình nằm ở đây. Nó gọi là GFCI protect, có nghĩa là nó bảo vệ nước, nước vô đây là tự động này đã tắt. Thì bây giờ đó, ổ 110V của mình đó. Khi mình mua xe điện Tesla đó là cái này nè, nó cho mình cái này nè, là không phải trả tiền, tức là nó mình mua xe nó có luôn. Thì cái này nó gọi là Tesla Mobile Charger, tức là sạc ở nhà đó. Thì cái đầu này nè, mọi người thấy cái đầu ba chấu này không, là cắm vô ổ 110V. Còn cái đầu này là đầu sạc của xe điện Tesla thôi, là nó nằm ngay đây nè, nằm ngay đây. Vậy trước tiên đó là mình sẽ xem coi cái Tesla Mobile Charger này á, khi mình sạc cái xe điện Tesla ở nhà dùng cái ổ điện 110V á, thì nó sẽ sạc bao nhiêu ampere và bao nhiêu volt nha. Đó, cái này là cái cái này cái Tesla Mobile Charger đó. Thì cái đầu này mình cắm vô trong cái ổ 110V đây.
sau khi cắm vô cái ổ 110V rồi đó thì cái đèn xanh của Tesla nó nổi lên nè, là nó biết nó hoạt động rồi. Thôi còn cái đầu này á thì mình bấm vào đây đó, nó mở lên, đèn trắng lên nó là mình cắm vô. Và bây giờ mình vô trong mình xem coi nó sạc được bao nhiêu. Thì đó, bây giờ là cái ampere của nó là 12 ampere nè, nó sạc được 4 miles 1 giờ, nó 1 tiếng á, 120V, 12 ampere. Rồi, và đó là cái cách sạc dùng cái Tesla Model Charger khi sạc ở nhà đó. Bây giờ mình xem coi cái OV sạc được không nha. Rồi, bây giờ cái đầu này á, cái xe OV mình nó có ổ điện 110V. Bây giờ mình xem thử xem coi, mình cắm vô coi cái này nó có lên đèn hay không nha. Rồi, ổ 110V nè. Rồi, bây giờ mình cắm vô 110V để cho xem coi nha. Thì thật sự ra là mình cũng sợ lắm, tại vì mình lên trên YouTube á, mình chưa thấy, mình mới xem coi cái OV nó sạc được cái điện xe điện Tesla này không á. Thì mình lên trên YouTube mình xem coi, để mình học hỏi xem coi nó sạc như thế nào. Nhưng mà mình chưa thấy một cái video nào trên YouTube hết á. Cho nên bây giờ mình cũng sợ, mình không biết là nó sạc nó có hư cái OV này của mình hay không, với lại nó sạc nổi hay không nha. Thì mình phải thử mới biết được. Ok, bây giờ đây nè, đó, cái máy phát điện đang chạy. Bây giờ mình cắm vô rồi mình thấy đó, đèn nổi xanh lên này nè, và chứng tỏ là nó hoạt động rồi. Bây giờ mình cắm vô, bây giờ mình sạc xin thế là coi, mình xem coi nó có sạc nổi hay không nha. Mình hy vọng là nó không có hư hại gì cái hệ thống điện nữa, là cái máy phát điện này của OV này nha. Mình không nghĩ là nó hư đâu, tại vì trên tại vì nhiều người nói là cái máy phát điện nhỏ nó sạc không nổi, nhưng mà cái máy phát điện này của OV này á nó cũng lớn á. Mình xem coi. Rồi, giờ mình bấm nếu đây nè, đó, nó quốc đèn trắng lên là mình sạc vô đây đó, mà thấy đèn nó xanh không, thấy màu xanh dương là nó sẽ sạc á. Tắt luôn nè, không quốc rồi. Được, cái gì nó tắt luôn rồi, chứ hết rồi mình vô tắt luôn rồi. Hả? Tắt luôn rồi, bữa nay cũng tắt nữa. Tắt đâu? Vậy cái đèn này tự nhiên nó không có lên thế này mọi người. Nó không có lên nổi nữa. Mà cái đèn này của Tesla nó không có, nó không có lên nổi nữa luôn. Tắt luôn rồi. Wow, nó sạc không được. Thử lại coi, chứ cái màn ảnh nè. Nó đề là charging stop, có nghĩa là nó ngừng sạc cái xe điện này rồi. Và bây giờ cái trên đây nó hiện ra là cái ampere là có 5 ampere, vì nó đã ngừng sạc rồi cho nên cái voltage ở đây á, cái nó chỉ có 2V thôi à, còn lại là zero hết rồi nè. Cho nên mình nghĩ là nó sạc không có nổi rồi. Wow, nó sạc không được. Mình cầm nhanh cái. Bây giờ mình lấy ra coi, mình bấm vô thì nó trắng lên, mình giật ra được nè. Chà, mình không biết là nó có hư hay không nữa, không biết lần đầu tiên luôn. Rồi, bây giờ thử lại nha. Hả? Nó ổn thường. Bây giờ mình thử lại coi nha. Wow, mà nó mạnh quá đó. Cái hệ thống này nó tự động nó tắt luôn này nè. Rồi, chết cha rồi. Nói như chỗ building á. Ok, other side. Rồi bây giờ cái ổ này, giờ cái ổ này nó hư rồi. Mình xem cái ổ này không biết nó có nó lên hay không nha. Rồi, không lên luôn.
Ồ, vậy là cái này nó tự động nó strip rồi, nó tự động nó tắt rồi. Bây giờ mình vô mình xem bên trong của mình coi. Ồ, mình sợ nó hư. Cái microwave của mình nó vẫn còn lên, cho nên cũng ok. Vậy mình mới cắm vô cái là nó lên đèn, nhưng mà khi mình sạc cái xe điện Tesla của mình á, là tự động là nó tắt điện luôn nè. Coi như là cái xe điện Tesla nó kêu là charging stop, tức là nó không sạc nổi. Mình không nghĩ là nó đủ để sạc nổi, nhưng mà mình không biết là biết cái dây này có bị hư hay không. Bây giờ mình thử cắm vô cái ổ điện ở nhà coi nha, mình xem coi nó có lên đèn hay không nha. Rồi bây giờ mình tới cái ổ điện này nè, mình xem coi, mình cắm vô coi, mình coi cái này của mình còn có còn hoạt động không nha. Mình sợ nó hư hay là gì đó, hy vọng nó không hư. Mình cắm vô nó vẫn hoạt động lên này nè. Vậy là cái dây này nó vẫn còn guốc, nó không có hư. Rồi, vậy là đã rõ rồi. Có nhiều người ta nói là mua cái máy phát điện nhỏ rồi mang xăng lên bỏ lên xe điện Tesla để sạc, bình không sạc nổi. Cái xe điện cái nhà di động của mình á, cái máy phát điện của mình là 4400 á, Onen 4400 mà còn sạc không nổi nữa. Cắm vô cái là tự động nó cắt điện liền, nó sạc không nổi. Rồi, vậy là cái này là sáng tỏ cho mọi người biết được rồi, vậy là sạc không nổi rồi. Và mình hy vọng cái video này nó hữu ích cho mọi người. Nếu mọi người thích video này thì cho mình cái thumbs up nha. Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.